Vừa rồi em có test cho các bác một clip rồi. Clip đó là em test chiếc âm ly đèn phía bên trên. Đó là chiếc âm ly đây. Chiếc âm ly đèn trên đây. Chiếc âm ly giá 5 triệu 9 này. Cho bác rồi. Cái ca khúc mùa đông của anh. Thì sau đây em chuyển xuống con âm ly Pomex con 5 triệu 9 em thôi nhé. Em xuống con 8 triệu 9 là con âm ly đèn Pomex này. Và sau đây mời các bác em vẫn mở một ca khúc đấy để cho bác so sánh nhé. Hai dòng bây giờ em bắt đầu mở con Pomex nhé. Con âm ly đèn này, hai đèn vuông em tắt rồi. Mời các bác đeo tai nghe vào. Em sẽ chuyển dòng nhạc xuống cho bác để cho bác so sánh. Bởi vì là đây là em sẽ test hàng cho các bác so sánh để các bác có sự lựa chọn để mua. Nên là em sẽ test cho các bác cân đối tầm tiền. Được chưa? Đấy. Mời các bác. Mua đông của anh đi.
các bác thấy sao? Loa Pháp mà nó bay bổng, nó ngọt lịm, nó rất nghe lời nhạc, nó rất nhẹ nhàng, hiền từ, bay bổng, bay xa. À, đôi loa Pháp này có tổng công suất là 300W ạ. 300W, chiều cao nó gần 60. Đấy. Tổng công suất gần 300W. Còn đôi loa này có mức giá 12 triệu. Chứ âm ly kia là 8 triệu 9, âm ly Pomex, đi âm ly đèn Pomex 1800. À, sau đây mời các bác nghe tiếp bản test này, em xin phép được dừng clip. Mời các bác. Test giới thiệu loa cho các bác buổi tối hôm nay, giới thiệu như MC luôn. Đôi loa Pháp Dua CL732 có mức giá 12 triệu và con âm ly đèn Pomex AV1800 có mức giá là 8 triệu 9. Chiếc âm ly đèn này thì được rất nhiều bác đón nhận rồi và hiện tại giờ là cũng gần hết hàng ạ, còn có hai cái thôi, một cái em dùng. Đấy, cảm ơn các bác nhé. À, mà hết rồi. À, con âm ly đèn Pomex vẫn còn hai. Con âm ly bên trên kia thì còn duy nhất một cái. Vừa đây còn có hai bác vừa đặt nốt rồi, còn cái. Bác cứ lấy đi, lấy đặt em, 1-2 ngày lại có vài ngày. 1-2 ngày thì nói thì thô, nói tuần. Em có giải hàng cho bác hết. Đấy. À, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Còn đối với dòng loa Pháp này thì em khẳng định với bác là không dễ kiếm trên thị trường. Bởi vì là bác biết em bán loa rất là nhiều, nhưng để trổ loa Pháp rất là ít. Mà loa Pháp thì các bác biết rồi, lời nó mềm, nó mỏng, nó mượt mà, nó sâu lắng lắm. Họ thiết kế nó mỗi một cái nền văn hóa nó khác ấy. Những cái nền văn hóa của người Pháp thì họ rất hiền từ, họ rất nhẹ nhàng, họ rất mềm mại. Nên là cái chất âm của loa Pháp nó cũng như vậy, nó cũng y như vậy luôn. Đấy, để nói là như vậy. Để kiếm được đôi loa Pháp cũng không dễ. Và đôi loa này thì bao các bác là bao xin, bao đẹp cho bác luôn. Hàng bãi như này thì quá là đẹp. Phải nói luôn, hàng bãi như này nhìn tuyến loa như thế, em cố tình em quay zoom thật gần cho bác nhìn. Bác biết rồi đấy, tuyến loa nó như thế thì các bác không thể chê được. Với loa bãi như này thì các bác không đòi hỏi gì được hơn nữa.
loa của Pháp này có mức giá 12 triệu. Tiền là của đấy thôi. Các bác cứ cứ móc cái túi tiền của mình ra, cứ ôi, so sánh con nọ con kia, cái gì nó có giá của nó, chứ không bao giờ tự nhiên mà người ta đôi loa trị giá 2 triệu mà người ta bảo 20 triệu cả. Khó lắm, không có chuyện đấy đâu. Chuyện đó thì có trong cổ tích thôi. Em chào các bác.